Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay, mình giới thiệu ba cái dòng mic bán khá chạy của bên mình. Dòng mic hát hay và giá rất là sinh viên, con nhà nghèo luôn anh em nhé. Giá rất là sinh viên dành cho con nhà nghèo. Một dòng mic Tomahawk đầu tiên, ở đây là bản côn, côn lụa. Và bản thứ hai là bản côn thép. Và một cái ngoài đây nữa là cái bản mic KTV của Marigo. Thì mình sẽ quay chi tiết và mình cũng báo giá công khai luôn, để anh em nào có mua thì đỡ phải hỏi bao nhiêu tiền, để cho nó các bác quyết xuống tiền luôn, là chốt luôn, test đến nơi rồi. Đây là con của Marigo Mic KTV tay nâu. Số lượng con này thì còn ít anh em nhé, còn khoảng chắc 20 cái. 20 cái chỗ này là hết. Mình về khoảng hơn 100 cái. Dòng mic này dây nâu và dây liền. Công tắc từ, thời gian bảo hành cho mic dây của bên mình là 1 năm. Trong quá trình dùng, anh em mình có sự cố, lỗi của nhà sản xuất, anh em gửi về cho bên mình để được bảo hành. Anh em lưu ý rằng là bên mình chỉ bảo hành những cái lỗi của nhà sản xuất, còn lỗi của người dùng là không bảo hành nhá. Ví dụ anh em bị nước rơi vào này, và củ là một này, hay là anh em mình bị ví dụ như dao kéo cắt phải này, thì không bảo hành anh em nhá. Rơi vỡ cũng không bảo hành. Còn tất cả những cái lỗi của người nhà sản xuất, anh em cứ gửi bên mình sẽ bảo hành miễn phí 100%. Với mức giá mic KTV này bao hát hay anh em, không hay giả nại nhé, 500 một cái bao ship, 500 một cái bao ship, không hay giả nại. Và tiếp tục đến là tầm tiền cũng rất là hay luôn, là mic Tomahawk bản côn thép. Giá chỉ có 290.000 đồng, bao ship toàn quốc anh em nhé. Bao ship toàn quốc với mic này. Anh em yên tâm, hàng này là chất lượng. Chất lượng anh em, con này thời trước cũng tầm 450-500 anh em. Thì bây giờ anh em cạnh tranh nhau thì xuống giá thôi. Giá nó xuống gần như là cái giá nhập. Buôn những cái dòng mic này anh em nó biết này. Giá xuống trả được bao nhiêu đồng. Mic côn thép nhá anh em ý nhá, là 290.000 đồng bao ship. Và đây bản côn côn lụa thì đắt tiền hơn. Mic Tomahawk mà bản côn lụa, giá thành bán là 450.000 đồng một cái và cũng được bao ship toàn quốc anh em nhé. Tomahawk Nhật. Giá chỉ 450.000 đồng. Bao ship toàn quốc, anh em nào mua đợt đầu con này thì phải tầm 3 năm hay 2 năm về trước, phải tầm 1-2 triệu một cái. Bây giờ xuống giá khủng khiếp. Đó. Có 3 dòng anh em nhá. Đầu tiên là gì đây? À, dòng này. Cô nụa 450. Côn thép 209 và mic KTV, một trong những con huyền thoại của bên mình, bán đi mấy nghìn con đây ở trên thị trường Việt Nam mình. 500 bao ship anh em nhé, 500 bao ship. Những cái ngày trước cái con này còn phải 600.000, nhưng bây giờ thì cạnh tranh nhau thì xuống để anh em mình cùng sở hữu những chiếc mic đẹp hay chất lượng anh em nhé. À, mic Marigo này anh em này có thể hát văn được nhé, hát văn được. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này.